Ba nói con á là má mày qua thì mày à, má con qua con chết rồi, con dẫn má con đi chơi chỗ này chỗ kia cho biết. Nó vậy rồi nó hết dám ngủ luôn, nó hết dám ngủ chỗ đó luôn. Trời ơi, đêm hôm con thấy ba về con sợ quá chị. Rồi cái nó qua, ổng qua tới bên dâu của dì Tư á.